Sáng nay, Văn phòng Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến công bố các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự các vụ cục đơn vị theo nghị quyết số 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đến dự tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường. Theo nghị quyết số 22, Văn phòng Quốc hội có 21 nhiệm vụ, quyền hạn với 29 vụ cục đơn vị, trong đó thành lập mới vụ thư ký và sáp nhập, đổi tên hai vụ đơn vị. Cụ thể, sáp nhập nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng vào vụ công tác miền Trung và Tây Nguyên, thành lập Cục Quản trị 3, chức năng tham mưu, đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện an ninh, công tác lễ tân hậu cần, phục vụ các hoạt động của Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội lãnh đạo Quốc hội, quản lý vận hành các trụ sở làm việc, nhà khách, các công trình hạ tầng xây dựng khác do Văn phòng Quốc hội quản lý tại Đà Nẵng và phối hợp với các đơn vị phục vụ đoàn khách quốc tế theo chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Ông Nguyễn Văn Định, Vụ trưởng Vụ Công tác miền Trung Tây Nguyên, được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Quản trị 3.